Bây giờ chị bảo nhá, thứ nhất là em muốn đổi đơn vị nhá, thì em sẽ vào phần vật tư hàng hóa, được chưa? Em chọn vật tư hàng hóa ở đây của em xi măng, em chọn xi măng lên, được chưa? Em sẽ chọn cái Rồi đơn đấy vị chính ở đây là đơn vị nhỏ nhá, kg đúng không? Đơn vị nhỏ là đơn vị cho em kg. hỏi cho em hỏi một chút xíu này. Đầu vào của em nó là tấn thì chỗ này em đổi ra Được, kg thì em được, ghi chỗ này là kg ạ. được, được. Em đổi ngược lại cho nhau vẫn được, em hiểu không? Kể cả là em đầu vào em là tấn thì em nhập tấn nó tự ra kg để lúc sau em có thể ra được phần kg, được chưa? Chọn cái kg đây. Còn sau đấy sang đơn vị chuyển đổi nhá. Em chọn ở đây cho chị là tấn. Ở kia nó đang đỏ là do ở chỗ này nó cũng là kg, em hiểu không? Tấn. Tấn đâu rồi? Tấn. Vậy em này nhìn từ tạ mà chưa thấy chữ tấn nhỉ? Tấn này, được chưa? Rồi. Tấn đây nhá. Em chọn phép nhân. Phép nhân tỷ lệ 1 tấn bằng 1.000 kg thì em đánh 1.000 ở đây. Được chưa? À, tỷ lệ chuyển đổi 1 tấn bằng 1.000. Đúng rồi, 1 tấn 1.000 kg là đúng rồi ạ. Nhưng mà nó đang bị hạn chế. À đây, được rồi. Ok nhá, xong em cất này. Sau này ví dụ như em nhập nhá, em vào mua hàng được chưa, em vào chứng Em có mua hàng để sẵn cái file ở dưới rồi đấy. thế thì em mở lên nhá, em vào mua hàng Đấy, hóa, vâng đấy của em. em vào mẫu này, mẫu nhá, em vào quản lý mẫu này, em chọn mẫu nhiều đơn vị tính nhá, được chưa? Thế thì ở đây nó sẽ sinh ra được cái phần của em. Ví dụ như là em chọn xi măng đi. Xi măng. Em đánh đi. Em chọn xi măng được chưa? Như này em phải đổi lại tất cả những cái trước nhá, không là nó không hiểu đâu. Đơn vị tính của em, ví dụ như em muốn nhập tấn thì em chọn ở đây là tấn được chưa? Ví dụ như 1 tấn. Đây là 1 tấn này, đơn đơn giá giả dụ như là 1 triệu này, em đánh ví dụ đơn giá 1 triệu đi. Rồi. Ok nhá, enter này thì nó sẽ chuyển đổi cho em là tỷ lệ chuyển đổi thành 1.000 này, và đơn giá của em đơn vị chuyển đổi là 1.000 đúng không, đơn giá theo đơn vị chuyển đổi này đúng không? 1 tấn là đơn vị tấn nhá, ra số lượng đơn vị chuyển đổi là 1.000 kg và đơn giá theo đơn vị chuyển đổi là 1.000 trên 1 kg đúng không? Đấy là trong trường hợp mà em chọn nó là tấn nhá, nếu mà em chọn nó là kg. Kg thì giả dụ như ở đây em nhập 1.000 tấn. Đơn giá là 1.000. Thì ở chỗ này nhá, nó không chọn được cho em là đơn vị chuyển đổi ra, được chưa? Thế nên là khi mà em chọn nhá, em nhớ chọn là cái đơn vị lớn, được chưa? Nhập đơn vị lớn. Còn trong trường hợp mà ví dụ như bây giờ em nhập là nhập kg nhá, nhập kg ấy, để xóa dòng này đi này, em xóa cái này đi đã, xóa dòng chứng từ đã, em đánh xi măng này, đánh lại nhá. Xi măng này, đây là số lượng của nó là đang là kg đây nhá, đơn vị chuyển đổi. Nếu mà trong trường hợp mà hóa đơn của em mà là kg thì em quay về đây em đổi này, số lượng kg là 1.000 ở đây nhá, được chưa? Chỗ này nè. Vâng, chắc hỏi là chỗ này em đều đã đổi theo cái số lượng trên hóa đơn đúng không ạ? Cái Đơn số lượng giá, mình nhập vào. đúng rồi, đơn giá nhá, đơn giá giả dụ như em 1.000 thì nó sẽ quay về nó tự chuyển đổi cho em, nhưng em chọn chọn ở đây là đơn vị là tấn cơ, Thế phải chọn ngược lại ạ? đúng rồi đấy, chọn ngược lại nhá thì nó sẽ quy đổi lại cho em, ok chưa? Vậy thì tất cả những cái mà em đã làm rồi ấy, thì bây giờ em sẽ phải vào đấy em bỏ ghi, em sửa. Trước khi sửa thì em đánh một cái dấu xẹp bất kỳ để cho nó nhảy sai đi, nhảy sang cái khác em sai, sau đó thì em lại đánh lại chữ xi măng thì nó mới chạy lại được cái dữ liệu cho em đó. Chạy lại dữ liệu cho em. Chắc
Vâng ạ. Vâng, chị ơi cho em hỏi một chút xíu nhé. Có nghĩa là bây giờ mà khi mà khóa hơn đầu vào của em nó là tấn thì em sẽ phải chuyển đổi thành kg giống như cái tab đấy chị nói đi đúng không ạ? Đúng rồi. Em sẽ chọn cái phần, Ừ. đây là đơn vị tính là kg đúng không ạ? Đúng rồi, Còn đúng nếu rồi mà hóa chị. đơn đầu vào của em là kg thì em sẽ phải chọn chỗ đơn vị em là tính là tấn đúng không ạ? Đúng rồi, em cứ chọn làm sao mà để ra được đúng là cái số lượng đơn và giá đơn vị chuyển đổi hoặc là số lượng đơn giá theo tấn của em là nó khớp ở đây là được. Vì ở đây của mình chọn là bao giờ cái chỗ này là đơn vị chính của nó ấy. Đơn vị chính của nó là kg nên là nó sẽ cứ đổi cho em ra kg, kể cả em nhập tấn nó đổi ra kg, em nhập kg thì sang đây là mình sẽ là quy đổi ở đơn vị ở chỗ này sẽ là tấn. Chỗ này kg của em cũng cũng được. Nhưng mà cái đơn vị chuyển đổi này của em ấy thì là nó không đơn vị chính này ấy, thì nó sẽ không 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 chuyển được sang là tấn đâu nhá. Thì em lúc Ok nào chị cũng này em cũng chọn là tấn nhá, tấn thì này nó sẽ tự chuyển đổi cho em theo tỷ lệ sang bên này, không nghe chưa? nếu mà hóa đơn dạ vâng nếu mà hóa đơn đầu vào 1 kg thì vẫn là chuyển thành tấn bình thường đúng không ạ? Được được, ừ được nhá, ok cho em. Vâng chị ơi chị vâng chị hỏi một xíu nữa còn cái đơn giá thì tự nó nhảy